Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị đã có mưa to suốt đêm qua cho đến ngày hôm nay. Đã có 6 người thiệt mạng và 1 người mất tích do mưa lũ tại các địa phương này. Tại Nghệ An, mưa lũ đã làm 6 người thiệt mạng. Người dân đang phải vật lộn với mưa ngập nhà cửa và các tuyến đường giao thông. Phòng Giáo dục thành phố Vinh thông báo cho tất cả các phụ huynh cho học sinh nghỉ học trong ngày hôm nay. Nhà máy thủy điện Khe Bố đã vận hành xả lũ hồ chứa với tổng lưu lượng xả 1.000 đến 2.500 mét khối một giây cho đến khi hết lũ. Chiều tối qua và hôm nay, Thanh Hóa đã có mưa rất to, gây ngập trên diện rộng. Một số xã bị chia cắt. Mực nước tại các sông ở Thanh Hóa đang lên rất cao, có nơi đã dâng lên gần mức báo động 3, khiến một số điểm đê bị sạt lở. Nhiều diện tích cây mùa vụ đông ở các địa phương đã bị ngập nặng. Hiện chính quyền các cấp và các ngành chức năng đang triển khai mọi biện pháp ứng cứu. Mưa to khiến nhiều tuyến đường tại Hà Tĩnh bị ngập sâu và gây chia cắt khu dân cư. Mưa lớn và liên tục đã làm 10 xã ở Hà Tĩnh bị ngập cục bộ. Sạt lở đất xảy ra tại cả 3 huyện miền núi Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê. Đặc biệt mưa lớn đã làm hơn 500 hectare diện tích hoa màu và các tuyến đê đường liên xã trên địa bàn Hà Tĩnh bị sói lở nghiêm trọng. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương ứng trực và tiếp tục khắc phục thiệt hại ngay sau khi nước rút. Mưa ngập cũng đã làm một học sinh tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bị rơi xuống cống tại đoạn đường đang thi công, đến nay vẫn chưa được tìm thấy.